địa mới chứng là vô sinh pháp nhẫn, bát địa mới phá được ngã chấp và cái pháp chấp. Sơ địa Bồ Tát chỉ có cái tượng trưng cho nghĩa là vô sinh pháp nhẫn, nhưng mà chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn. Bữa nay thầy cho quý vị biết rằng bát địa Bồ Tát mới là vô sinh pháp nhẫn, là cái người đã phá được cái pháp chấp và ngã chấp. Thì những cái vị này, những vị sơ tâm Bồ Tát này, nếu mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì những đức tướng thắng diệu nó hiện rõ ràng. Thì những cái đức tướng này, một là thượng hạnh, tức là cái đức tướng hướng thượng cao cả, luôn luôn giúp cho tâm đạt vào trong cái cõi an tịnh chân như A Di Đà Phật. Những người mà có cái bản tâm thượng hạnh này, lòng của họ từ bi cao cả lắm, không có ai có thể mà so sánh bằng hết. Trong những cái chuyện mà của tiền thân các chư Phật đó, quý vị thấy không, trong khi mà Đức Phật là một vị thái tử đi dạo chơi với hai anh, rồi tình cờ Đức Phật thấy một con cọp mẹ nó nằm ở trong hang mà nó ốm đói, nó là 3-4 ngày nó đi săn mà nó đi săn không được, thành ra nó nằm đó mà nó ốm đói, và con của nó hai ba đứa con hổ nhỏ nó lại nó bú mớm, mà mẹ thì đói 5-6 ngày làm sao có đồ ăn cho con. Vì vậy mà vị thái tử Úc này dòm ngó xung quanh để tìm một cái vật nào để mà đem lại cho cọp ăn, nhưng mà ngó hoài đâu có, xung quanh đó là chỉ là những cái đồi núi hoang vắng, đâu có gì đâu. Cọp thì ăn thịt chứ cọp đâu có ăn cỏ được đâu mà bứt cỏ lại đem cho cọp ăn. Do đó ngài mới khởi lòng từ bi, ngài mới dẫn dụ nói hai anh, hai hoàng hai nhị vị hoàng huynh hãy về triều trước đi, rồi em đi dạo một chút cho nó được thoải mái tâm thần thì em sẽ về sau. Thì khi hai người anh vừa đi vắng thì ngài lập tức ngài lần theo cái tảng đá của cái hang con hổ, ngài đi xuống. Ngài đi xuống rồi đó thì lúc đó ngài phát cái tâm rất là thắng diệu cứu độ muôn loài chúng sinh. Ngài mới đưa cái đầu của ngài vô trong cái miệng hổ đó. Nhưng mà miệng hổ thì 5 ngày rồi nó đâu có ăn đâu. Thành ra dầu cho ngài có đưa vào đó nó muốn mà kêu là cắn để rơi cái đầu cũng cắn nổi, nó không còn sức nữa. Quý vị thấy tội nghiệp cho cái tiền thân của Đức Phật không? Cái hạnh thượng hạnh của có chư Bồ Tát đó, thương chúng sinh đến cái giai đoạn đó. Thì ngài thấy rằng con cọp không ăn được mình. Thì bây giờ ngài mới lại ngay chỗ một cái tìm một cục đá mà nó hơi sắc bén đó. Ngài mới lấy cục đá đó, ngài gạch cái bàn tay, gạch theo cái cánh tay của ngài. Ngài gạch một lần rất là dài và sâu. Để chi vậy? Để cho máu từ trong đó nó phúng ra. Khi mà máu phúng ra rồi thì ngài mới đem lại để mà đưa trước miệng con cọp. Con cọp nó mới lấy cái lưỡi nó lè ra, nó liếm những cái máu đó. Khi mà nó liếm những cái máu đó thì cái hơi tanh của người và đồng thời nó được cái máu đó đi vào ở trong thân, nó lấy lại được sức lực và nó ăn ngài. Thì trong kinh nói rằng khi mà con cọp mà nó nhai cái đầu của Bồ Tát thì Bồ Tát lúc đó nghĩa là cảm thọ giống như là một cái nhập định ở trong cái cơn thiền quán mà thuộc về đệ tam thiền. Cái đệ tam thiền là cái người hành giả vào ở trong cái thiền quán của đệ tam thiền là một cái sự an lạc vô cùng tận. Thầy không thể nào thầy dùng cái ngôn ngữ thế gian này để mà thầy diễn tả được hết. Thì khi mà con cọp nó ăn cái vị hoàng tử Úc này rồi, khi mà nhai tới cái bộ đầu rồi đó, thì thái tử thấy rằng mình giống như là đang nhập vào ở trong cái tam thiền, đạt một cái sự an lạc vô cùng tận. Đó quý vị thấy không? Đó là một cái phẩm hạnh thượng hạnh của các chư đại Bồ Tát. Rồi phần thứ hai là cái vô biên hạnh. Cái vô biên hạnh này là công đức viên minh, công hạnh từ bi vô bờ bến của các chư Bồ Tát. A Di Đà Phật. Rồi thứ ba là tịnh hạnh. Tịnh hạnh đây có nghĩa là tâm thể trong sạch, không bị tham sân si phiền não sai sự. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà cái tịnh hạnh có nghĩa là từ thân tâm nó đã trong sạch rồi thì không có những cái vật gì ở thế gian nó làm chướng ngại quý vị hết.
Bởi vì mình còn bị chướng ngại là tại vì thân mình cũng bất tịnh, mà tâm mình thì những cái phiền não sinh ra những cái phiền, thì tất cả quý vị thấy rằng những cái sự danh lợi nó vẫn còn sai sử mình. Như vậy thì một cái bậc mà tịnh hạnh đó, thì từ trong cái thân, từ trong cái tâm, nó đều được cái sự mà trong sạch hoàn toàn, nó không còn bị cái phiền não mà nó sai sử nữa. Rồi thứ tư là cái an lập hạnh. Cái an lạc hạnh là an lập hạnh này, tức là cái tâm phiền não an vui an ổn, không có một cái sức mạnh ngoại cảnh nào chi phối hết. À, như là Phật, khi mà quý vị mà vào ở trong được trong cái bản tâm mà an lập hạnh rồi đó, thì giống như là quý vị đã đi được nghĩa là nửa con đường tu, không có một cái trở lực nào mà nó có thể nó kéo quý vị trở về cái sự chướng ngại hết. Cái chỗ an lạc hạnh này nó cũng là chỗ bất thối đây. Thành ra trên đường tu á, quý vị được cái bất thối là một cái điều rất là đáng mừng. Hầu như trong kinh Phật thường nói đến cái chỗ mà kêu là các chư Bồ Tát bất thối chuyển. Chỗ bất thối chuyển này đó có nghĩa là từ trong cái kiếp sống này cho đến những kiếp sống tương lai, quý vị không thối chuyển trên đường đạo. Còn bằng không mà quý vị tu chưa đến cái chỗ mà an lập hạnh này, quý vị gặp những cái sự trở ngại có chút ít là quý vị sẽ thối chuyển ngay. Do đó bốn đức tánh này nó sẽ được viên dung đầy đủ. Nếu mà quý vị cố gắng quân tu, tu học thì bốn đức tánh này tự động nó đầy đủ trong trong cái bản tâm của mình. Mà khi mà bốn đức tánh này nó đã đầy đủ trong cái tâm của mình rồi thì quý vị là bậc thượng thủ. Có nghĩa là sao? Là quý vị nằm ở trên các chư đại Bồ Tát mà thuộc về đẳng giác. Quý vị chỉ nghĩa là vì thương chúng sinh mà quý vị thị hiện thân làm Bồ Tát thôi, chứ còn cái thân tâm quý vị muốn nhập vào ở trong cái diệu giác lúc nào quý vị cũng có thể nhập được hết. Diệu giác tất nhiên là cái bản tâm của Như Lai vậy. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trồng các cội lành. Các chúng sanh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận và được trong huệ của Như Lai. Trừ những người đã tu tập học hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến cho được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật. Lúc ấy các vị Bồ Tát nói kệ rằng: hay thay, hay thay, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thảy đều hóa độ được dễ. Hãy hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: hay thay, hay thay, thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi các chư Đại Bồ Tát đã hỏi thăm vấn an sức khỏe của Đức Thế Tôn, thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng: các thiện nam tử, Đức Thế Tôn luôn an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sinh quá độ cũng dễ dàng, không nhọc mệt. À, quý vị đại chúng lắng nghe cái ý kinh của cái phần này. Ý của kinh: Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tất nhiên là Như Lai, phải không? Mà Như Lai tức là pháp thân Như Lai thanh tịnh vậy. Trong cái pháp giới chân như thanh tịnh thì tâm luôn an vui. Quý vị sở dĩ mà có phiền não, có những cái sự mà tham sân si là tại vì tâm quý vị còn nằm trong vọng tưởng. Bởi vì có vọng tưởng quý vị mới sinh ra tư tưởng, mà có tư tưởng thì nó mới làm cho bản tâm của mình lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì rất là hạnh phúc, lúc thì rất là khổ đau.
Chứ còn như là quý vị mà thường nghĩa là sống trong cái bản tâm mà duyên giác của mình, thì cái bản tâm này nó luôn luôn là nó an lạc, nó đâu có cái gì gọi là hạnh phúc và khổ đau đâu. Và như vậy thì tất cả những chướng ma, phiền não ma, ba cõi không có xâm nhập được. Khi quý vị thật sự mà tu ở bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh đó, khi mà quý vị đã hiểu được cái bản tâm của mình rồi đó, và quý vị sống trong cái bản tâm này rồi đó, thì tất cả những chướng ma, phiền não ma, tất cả thiên ma ngoại đạo nó không có làm cái gì được quý vị hết. Và đồng thời cái ứng thân của quý vị nằm ở trong cái pháp thân thanh tịnh, mà quý vị hóa hiện được vô lượng thân của thân để mà độ chúng sinh, mà cái bản tâm của quý vị không thêm không bớt. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ngài Quán Thế Âm, cái cõi quốc độ của ngài đâu phải là cõi Ta Bà. Cõi quốc độ của ngài Quán Thế Âm là cõi cực lạc thế giới. Như vậy mà ở tại thế giới Ta Bà này, cách cái cõi cực lạc là 10 muôn ức độ, có nghĩa là rất là xa, 10 muôn ức độ cõi Phật. Như vậy mà một chúng sinh ở đây đau khổ, cầu nguyện với ngài thì liền thấy ngài hiện thân. À, quý vị thấy không? Chỗ này không có gì lạ hết. Chỗ này là cái chỗ mà kêu là từ trong pháp giới tính, nó hiện ra những cái gì cầu nguyện cho quý vị. Nếu quý vị cầu nguyện thực tâm thì cái bản thể pháp giới tính này nó hiện ngay ra cho quý vị. Tại sao có người cầu nguyện lại thấy Quan Âm, có người cũng cầu nguyện lại không thấy? Cái người cầu nguyện thấy Quan Âm là người ta đem hết thân khẩu ý thanh tịnh một lòng, nghĩa là khẩn cầu để mà được Quan Âm đến mà cứu độ. Do đó trong cái giấc mộng hay là trong giấc ngủ hay trong cơn thiền quán là thấy Quan Âm. Còn những người cũng cầu thấy Quan Âm nhưng mà cầu bằng cách là kêu là cầu cho có nghĩa là họ thử thí nghiệm có linh hay không, đọc cái câu chú đó thí nghiệm có linh hay không, hay là nghe nói là Quan Âm cứu khổ thì mình thử mình niệm có Quan Âm có đến hay không, thì những người này sẽ không bao giờ thấy Quan Âm. Bởi vì khi mà mình đã khởi một cái tâm niệm mà mình thử coi kinh này có linh hay không, thử coi niệm Quan Âm có thấy được như là trong kinh nói hay không, thì quý vị sẽ không thấy gì được hết. Bởi vì quý vị dùng cái tâm bất tịnh mà đi vào trong pháp giới tính. Quý vị dùng cái tâm bất tịnh đi vào pháp giới tính thì quý vị không thể hòa quang vào pháp giới tính. Do đó quý vị không thấy được chư Phật và không thấy được Quan Âm. Điều này rất là rõ ràng. Tất cả những chúng sinh trong cái thời mà Đức Thế Tôn quá độ đó, là những người này đó, thầy nói cho quý vị biết là họ gieo rất nhiều là công đức và căn lành. Nhiều đời nhiều kiếp họ đã có cái trí tuệ và họ đã tu tập. Do đó ngày hôm nay họ gặp có nhân duyên họ gặp lại Đức Phật. Do đó cái trí tuệ của họ vượt bậc hơn phàm tình. Khi mà họ nghe Đức Thế Tôn mà giảng pháp rồi đó là họ liền tin hiểu và họ thọ trì. Họ không còn sự hồ nghi. Thành ra quý vị thấy trong pháp hội của Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng một bài pháp vậy đó, thì ít lắm là cái người đó phải được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh này là sao? Có nghĩa là khi nghe Đức Phật giảng cái điều đó thì trong cái huệ tuệ nhãn của mình nó thấy rõ ràng cái điều đó Đức Phật giảng nó đúng cái chân lý, và nó hiện rõ ràng những cái gì mà Đức Phật đang giảng. Đó là cái pháp nhãn thanh tịnh. Người nào tệ nhất là trong cái cuộc giảng pháp của Đức Phật đều đạt đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh. Và nếu mà những người mà trí tuệ mà cao hơn thì có thể vào ở trong cái phần A-la-hán hoặc là A-na-hàm hoặc là Tu-đà-hoàn. Và Đức Phật cho biết rằng chỉ có những cái hạng chúng sinh mà không có thể nào có đủ cái thiện căn phước đức để mà gieo trồng cái giống đại thừa trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là ai? Đó là những cái bậc mà tự mãn, hay là có những bậc mà kêu là tăng thượng mạng, có nghĩa là đạt được chút ít cho là nghĩa là đạt được đầy đủ. Đó là những cái người mà không có lòng độ tha, những cái người mà luôn luôn tu hành để mong rằng mình được sung túc, mong rằng mình được an lạc cho cá nhân của mình mà không có cái ý độ sinh. Những người này Đức Phật gọi là tiểu thừa, cái tâm rất là nhỏ. Bởi vì cái tâm rất là nhỏ thì cái giống đại thừa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó không thâm nhập được. Quý vị thử tưởng tượng một cái chậu hoa của quý vị nó rất là nhỏ, nó khoảng chừng 3 gang tay thôi. Mà quý vị đem một cái cây cổ thụ nó là khoảng chừng một người ôm mà quý vị trồng xuống chỗ đó thì chắc chắn là không trồng được.
Thì cũng như vậy,